Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Minh Quang. Hiện nay mình đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Đài Loan. Mình cũng là giảng viên tại khoa cơ khí tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Thì về quá trình học tập và công tác thì mình tốt nghiệp đại học vào năm 2011 tại khoa cơ khí tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Sau đó thì mình có cơ hội được tiếp tục ở lại trường tham gia công tác giảng dạy tại trường. Cho đến năm 2015 thì mình sang Đài Loan để tiếp tục chương trình học thạc sĩ. Sau đó đến năm 2017 thì mình tiếp tục chương trình tiến sĩ tại khoa cơ khí tại trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp năm 2020 thì mình có cơ hội được làm việc sau tiến sĩ nghiên cứu tại Trung tâm Công nghiệp 4.0 trực thuộc trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Đài Loan. Thì cái hướng nghiên cứu chính của mình về xây dựng và phát triển hệ thống nhà máy thông minh, trong đó thì các robot sẽ làm việc giao tiếp cùng với hệ thống máy CNC để đảm bảo cho quá trình sản xuất được hiệu quả. Đồng thời mình cũng phát triển và xây dựng các cái hệ thống phát hiện lỗi cho các chi tiết và các thiết bị cho cái ngành công nghiệp, cũng như là xây dựng một số cái hệ thống thông minh nhằm kiểm soát cái quá trình gia công trên các cái máy CNC. Thì hôm nay mình rất vui là một trong những cái cầu nối cho cái cộng đồng trí thức trẻ, kết nối trí thức trẻ tại Đài Loan. Và mình rất hy vọng là trong thời gian tới có thể được hợp tác và làm việc cùng với tất cả mọi người trong cái lĩnh vực cơ khí và liên quan đến công nghiệp 4.0.